Kính chào quý thính giả đến với bản tin trợ lý ảo điểm báo, được phát sóng trên kênh Tây Ninh TV Audio. Tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý thính giả cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo 6 giờ, ngày 23 tháng 12 năm 2023 với những thông tin vừa cập nhật trên trang báo mới.com. Mở đầu bản tin là những tin tức trong nước đáng chú ý. Thưa quý thính giả, ngày 22 tháng 12, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam VITA tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2024. Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhấn mạnh, năm 2023 là một năm đặc biệt của du lịch Việt Nam, ngành du lịch đang cố gắng triển khai các hoạt động để phục hồi sau đại dịch COVID-19, với rất nhiều khó khăn, thử thách. Trong năm qua, các hiệp hội du lịch các tỉnh, thành phố đến các doanh nghiệp đều cố gắng sáng tạo sản phẩm du lịch mới, đào tạo nhân lực, tìm kiếm thị trường, từng bước đưa du lịch trở lại như trước COVID-19. Tuy nhiên sau đại dịch còn rất nhiều khó khăn không thể khắc phục được ngay, sự ủng hộ nhiệt liệt của chính phủ, hỗ trợ của các bộ, ban ngành tạo điều kiện cho du lịch Việt Nam phát triển, có cơ hội để cạnh tranh với các nước trong khu vực. Các doanh nghiệp trực tiếp làm việc, trực tiếp phục vụ du khách, trực tiếp mang lại nguồn lợi, nên cần phải tranh thủ mọi cơ hội để đưa du lịch Việt Nam vươn lên. Thưa quý thính giả, sáng ngày 22 tháng 12 năm 2023 tại Hà Nội, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, hội nghị dưới sự chủ trì của Chủ tịch Viện Hàn Lâm Giáo sư Viện sĩ Châu Văn Minh. Tham dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, cùng đại diện các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương. Cùng tham dự có các Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm, các đồng chí nguyên lãnh đạo Viện Hàn Lâm qua các thời kỳ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và đại diện các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu thi đua trong năm 2023. Năm 2023 là năm bản lề của kế hoạch năm 2021-2025, là mốc quan trọng để đánh giá và tạo bàn đạp thuận lợi nhằm hoàn thành tốt và đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra theo nghị quyết số 178 ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn Lâm lần thứ 8 nhiệm kỳ 2020-2025. Toàn thể cán bộ, viên chức, nhà khoa học và người lao động của Viện Hàn Lâm đã tích cực triển khai thực hiện kế hoạch năm 2023 của Viện Hàn Lâm. Thưa quý thính giả, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động thường niên nhằm thực thi các cam kết giữa hai nước Việt Nam, Hàn Quốc về mở rộng hợp tác trong lĩnh vực phòng vệ thương mại, ngày 22 tháng 11 năm 2023, Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương Việt Nam và Ủy ban Thương mại Hàn Quốc đã tổ chức kỳ họp lần thứ 8 tiểu ban phòng vệ, thương mại thực thi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam, Hàn Quốc và kỳ họp lần thứ 7 nhóm công tác chung về phòng vệ thương mại Việt Nam, Hàn Quốc tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Tại cuộc họp, hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác tốt đẹp trong quan hệ thương mại Việt Nam, Hàn Quốc thời gian qua, trong đó có hợp tác trong lĩnh vực phòng vệ thương mại, ghi nhận kết quả tích cực trong việc thực hiện hợp tác của Tiểu ban Phòng vệ Thương mại thực thi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam, Hàn Quốc. Kỳ họp đã diễn ra tích cực và hiệu quả thông qua chuỗi hoạt động tổng kết tình hình hợp tác giữa cơ quan điều tra phòng vệ thương mại hai nước trong thời gian qua, trao đổi kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm về một số nội dung cụ thể về chính sách pháp luật, cũng như thực tiễn xử lý vụ việc, trao đổi quan điểm về các biện pháp phòng vệ thương mại liên quan đến hai bên, cũng như đề xuất phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Tiếp theo chương trình là những tin tức thế giới đáng chú ý. Thưa quý thính giả, máy bay không người lái tiếp tục nhắm vào thủ đô Kiev của Ukraine sáng sớm 22 tháng 12, theo giới chức địa phương. Đây là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái thứ 6 ở Kiev trong tháng này. Cảnh báo không kích đã được duy trì trong khoảng 2,5 tiếng. Các hệ thống phòng không tích cực đối phó với UAV. Không có cơ sở hạ tầng quan trọng nào bị hư hại. Báo cáo ban đầu cho thấy không có thương vong. Cuộc tập kích ở Kiev là một phần của cuộc tấn công quy mô lớn hơn, nhằm vào các khu vực miền Trung, miền Nam và miền Tây Ukraine. Phòng không Ukraine tuyên bố bắn hạ 24 trong số 28 máy bay không người lái. Thưa quý thính giả, Lầu Năm Góc cho biết, tổng cộng hơn 20 quốc gia đã đồng ý tham gia liên minh mới, do Mỹ dẫn đầu nhằm đảm bảo giao thương trên Biển Đỏ, trước những cuộc tấn công của phong trào Houthi ở Yemen. Tuy nhiên, ít nhất 8 quốc gia trong liên minh này đã từ chối được nêu tên công khai, một dấu hiệu cho thấy đây là hoạt động có tính chất nhạy cảm khi căng thẳng trong khu vực gia tăng vì xung đột Israel-Hamas. Ông nói rằng mỗi quốc gia sẽ đóng góp dựa trên khả năng của mình, và gọi đây là liên minh của ý chí. Trong một số trường hợp, sẽ có tàu tham gia. Trong các trường hợp khác, có thể bao gồm nhân viên hoặc các hình thức hỗ trợ khác. Thưa quý thính giả, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 22 tháng 12 cho biết,
chính quyền đã bắt giữ 304 người tình nghi có liên hệ với tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng trong các chiến dịch tại 32 tỉnh, thành phố. Phần lớn những đối tượng tình nghi bị bắt giữ tại ba thành phố lớn nhất là Ankara, Istanbul. Ông Yerlikaya nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không cho phép bất kỳ kẻ khủng bố nào thực hiện tấn công, đảm bảo hòa bình và sự đoàn kết của nhân dân. Nước này sẽ tiếp tục cuộc chiến với nỗ lực mạnh mẽ của lực lượng an ninh. Thổ Nhĩ Kỳ đưa IS vào danh sách tổ chức khủng bố từ năm 2013. Nước này cũng nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công của IS. Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã mở nhiều chiến dịch chống khủng bố trong và ngoài nước để tiêu diệt các tay súng IS. Thưa quý thính giả, hàng ngày, khi trời còn chưa sáng, con hẻm nhỏ ở khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương lại nhộn nhịp người. Nơi đây trở thành địa điểm quen thuộc của công nhân lao động xa quê, có người ở trọ cách đó, cả chục cây số vẫn đi bộ tới để chọn cho mình những món đồ gồm quần áo, giày dép, nhu yếu phẩm khác hoàn toàn miễn phí. Chiếc tủ yêu thương và bếp ăn không đồng tại khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An là địa chỉ quen thuộc phần nào san sẻ khó khăn cho những người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ở đó, người lao động không chỉ được cấp dưỡng, còn thỏa sức chọn cho mình những món đồ gồm quần áo, giày dép, nhu yếu phẩm khác hoàn toàn miễn phí. Hai mô hình ý nghĩa này do một người đàn ông xây dựng để giúp đỡ người lao động. Nhìn thấy đời sống công nhân gặp nhiều khó khăn, tôi lên ý tưởng thực hiện bếp ăn không đồng. Thưa quý thính giả, bãi đá qua hàng triệu năm cô đơn đối mặt với thời gian nay có thêm bóng dáng những du khách đến để chiêm ngưỡng và trầm trồ bởi sự kỳ vĩ của nó. Ninh Thuận nổi tiếng với những bãi biển trong xanh, hoang sơ và những đồi cát vàng mênh mông tạo nên bức tranh độc đáo của thiên nhiên. Trong khu vực này, công viên đá Ninh Thuận hay bãi đá Ninh Thuận với những khối đá đủ hình thù dị dạng đã thu hút sự quan tâm của du khách yêu thiên nhiên và muốn khám phá vẻ đẹp tự nhiên. Công viên đá Ninh Thuận nằm cách trung tâm thành phố Phan Rang, Tháp Chàm khoảng 30 km. Mất tầm 30 phút di chuyển bằng xe máy để đến địa phận xã Thái An, sau đó du khách sẽ phải tiếp tục vượt qua hơn 3 km đường rừng thuộc Vườn Quốc gia Núi Chúa để đến được kỳ quan độc đáo này. Thưa quý thính giả, nói đến Pattaya Thái Lan là nói đến đền chân lý Pattaya, một trong những biểu tượng chùa tháp của xứ sở Chùa Vàng. Một trong những nét độc đáo, hấp dẫn khách du lịch khắp nơi trên thế giới của ngôi đền này, chính là mặc dù được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ, nhưng các nghệ nhân lại chẳng sử dụng một chiếc đinh nào. Là ngôi đền bằng gỗ lớn nhất Pattaya, Thái Lan, đền chân lý còn được gọi là lâu đài sự thật. Xuất phát từ ý tưởng của một tỷ phú người Thái Lan, ngôi đền được xây dựng vào tháng 8 năm 1981 và hoàn thiện sau 25 năm. Ngôi đền tọa lạc tại vùng đất có vị trí đẹp, xung quanh là biển cả mênh mông. Toàn bộ khu đền có tổng diện tích 12,8 hectare bao gồm đền xây dựng, bằng gỗ, rừng cây, hồ nước và các công trình phụ trợ. Quý thính giả thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo 6 giờ hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin trợ lý ảo điểm báo, lúc 11 giờ. Thân mến chào tạm biệt.